chào mừng ba đội chơi của chúng ta quay trở lại với chặng đua cuối cùng và cũng là chặng đua quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng chung cuộc của chuyến đi nhớ đời năm 2022. Chuyến đi nhớ đời, đi là nhớ đời. Tất cả tụi mình đang có mặt tại công viên ấn tượng Hội An. Và ở đây cũng chính là địa điểm sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng. Một trận chiến mà sẽ quyết định, sẽ lộ diện được team nào sẽ là team sở hữu chiếc Toyota Race 2022. Rõ ràng là một khoảng cách nó rất là gần. Chính vì vậy trong cái trận chiến cuối cùng này thật sự rất là khó đoán được ai là sẽ là người chiến thắng. Tất cả sẽ được hé lộ trong vòng đua quyết định tại công viên ấn tượng Hội An. Thử thách này có một cái tên nó rất là mềm mại nhưng không hề dễ dàng, đó là truy tìm cô gái vàng. Cũng như tên gọi của nó, trong vòng này ba đội chơi phải tìm cô gái vàng trong 100 cô gái có mặt trong công viên ấn tượng Hội An. Và đội nào tìm ra trước thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Hai đội còn lại sẽ không có điểm. Và số điểm của đội chiến thắng sẽ là 100 điểm. Có nghĩa là chúng ta chỉ có một đội duy nhất chiến thắng ở tại vòng này với tổng số là 100 điểm. Cũng đồng nghĩa rằng là đội nào chiến thắng vòng này là sẽ chiến thắng chung cuộc. Và thử thách chung cuộc truy tìm cô gái vàng bắt đầu. Ba người chơi đi cùng nhau. Cho em còn hỏi lịch trình ở đâu rồi? Lịch trình show hả? Lịch trình show hả? Bạn ơi cho mình hỏi làm Việt Nam ở đâu ạ? Làm cái này xa không ạ? Làm mấy đó chị? Đi đường nào ạ? Thế giả sử em giả bảo em nghi cô này là cô gái vàng thì em bảo đấy ạ? Có bạn có phải là cô? Ừ, mình cứ hỏi. Thế bây giờ em cứ chỉ từng người một, em bảo chị có phải cô này không thì chị phải trả lời em chứ đúng không? Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Thì em sẽ check tất cả mọi người. Ừ. Phương Anh, thật ra tôi rất là nghĩ, không biết là cái người, cái cô gái đó, không biết là cái đặc điểm mà để là cô gái này là gì, thì có khi nào là cái cô gái mà cái cô gái mà chứa cái sticker chương trình này, chương trình này, ví dụ trong tay, trong cổ, sau lưng hay là cái gì đó. Ê, em ơi. Chị hỏi, ủa tụi em là bên nào vậy? Thực em có cái vòng tay bằng vàng. Bây giờ đây chỉ có 100 người thôi. Mình được phép check bất kỳ ai. Bây giờ mình check tất, đi đến từng khu một. Mình kéo ban đội viên, mình check từng người. Đi luôn. Làm Việt Nam ở đâu ạ? Chứ chỗ nào nhiều khi mình hỏi. Trong này có ai là cô gái vàng không? Tất cả mọi người ra đây mình nhờ tất cả các bạn nữ. Em ơi, Linh, có ai là cô gái vàng không ạ? Không biết. Thì các bạn có thể chọn lựa vào xem hay không hoặc là không vào xem. Nếu như không vào xem thì sao ạ? Không thì biết. Thì thôi đi chỗ khác tùy mọi người. Em ơi. Chị hỏi, ủa tụi em là bên nào vậy? Thực tụi em có cái vòng tay bằng vàng là như thế nào? Dạ.
Em có chứa gợi ý gì không? Em có chứa gợi ý gì không? Có không? Không có hả? Có thì nhớ nói chị nha. Có không? Tôi thấy có mấy này có mấy bé mà nó có cái cột tai bằng vàng, không biết nó là cái gì. Em ơi, Linh hỏi cái, em là cô gái vàng phải không? Em biết không? Em biết ai cô gái vàng không? Hả? Không biết rồi. Mình có đi tìm mình không có gợi ý đâu. Đi sang bên này đi, đi sang bên này đi. Ok, lát nữa Linh quay lại nhá, cảm ơn mọi người nhá. Nhưng mà cái show này thời gian nó hơi dài nhờ. Cái này là trại hò đánh hổ, cái này chỉ nam thôi đúng không? Chàng đẹp trai sống muối luyện võ đánh hổ nữa hay lắm. Cái này chỉ có nam, cái này chỉ có nam. Cái này chỉ có nam thôi đúng không? Có một chàng đẹp trai không, nhưng mà chỉ có nam thôi đúng không? Chỉ có nam thì lại không có nữ. Không có đơn giản đâu em. Đừng nghĩ là có nữ đâu. Thôi anh nên quyết định đi có đi không hay là xem. Và bây giờ đang chờ đợi các chị ở phía bên trong chính là vở diễn mang tên trại hò đạo hổ. Thôi anh nên quyết định đi có đi không hay là xem. Thôi anh nên quyết định đi có đi không hay là xem. Mà trong này cho trai không à? Thôi đi đi. Đi. Chị có phải là cô gái vàng không? Chị là cô gái mập. Chị có giữ sticker gì của chương trình không? Trời ơi, em... Em kiếm cái sticker nào? Kiếm sticker của cô gái vàng có không? Cô gái vàng đó, chị đi chết vàng đó. Chưa chị. Hả, cô gái vàng nè. Cô gái vàng. What? Cô gái vàng. Chị có phải là cô gái vàng không? No, nó đi một vòng thôi, chị là cô gái vàng là giận lắm nha. Cô gái vàng, cô gái vàng. Ừ. Ở đây mọi người ai có cái gợi ý gì không hay là biết một cái thông tin gì không? Cô gái vàng. Em á? Đây là nhà các bạn đúng không? Ai ạ? À? Ai cô? Dạ. Đi 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 qua bên đó đi. Đi qua coi. Mấy cái bạn nhân viên ở đây nói với tôi là ở đây chị vàng đang ở phía bên này, cô gái vàng Kim Cúc đó là có đó, đi qua đó rồi đó. Đi đi không? Mọi người nhìn về phía lỗ tai phải tôi nè, hai người đứng đây đứng nhìn tôi nè, mình nhìn thấy tôi nhìn qua lỗ tai tôi, nhìn qua lỗ tai tôi thấy không? Không thấy. Chạy qua đi, ông chạy qua đi. Không thấy luôn. Chạy qua đi. Em ơi, em có chứa gọi là gợi ý nào của chương trình Chuyến đi nhớ đời không em? Có thì nhớ nói với chị nha. Đâu có không? Dạ không chị. Hiện tại là chưa. Chưa hả? Hiện tại là chưa. Tức là tụi em sẽ chứa đúng không? What? Đấy, đang cầm ly chè thử uống. Không biết có đúng không nữa, từ từ đã để coi đã. Đại biên tập đi ra để hỏi. Ngoài chú trung tâm đây à? Mặc áo tím. Ừ, nhưng mà bây giờ cứ hỏi đi, coi mặc áo tím không? Có mặc phải áo không? Áo tím, bà chúa tầm xăng mặc áo tím. Hỏi thôi, bây giờ cứ hỏi đi. Hỏi, em check cho em hỏi biên tập cho đúng không? Được không? Em đi hai em. Áo tím đây à? Áo tím nào? Đây đây phải không? Mấy bạn này mặc áo tím đây. Cho em hỏi, anh có biết gì về cô gái vàng không ạ? Bạn làm. Cô gái da vàng. Tại vì là vừa mới. Tức là trong vở diễn này. Trong vở diễn này bà chúa tầm tăng ấy. Bạn có diễn bà chúa tầm tăng không ạ? Dạ không, tập tè tí nữa mới diễn này. Nhưng mà tập tè không có mặc áo vàng. Cô gái vàng ở đây là cô gái mặc áo dài trắng. Trang ơi, Trang.
giờ coi không đi theo tụi Zalo đi. Bây giờ mình đi đăng thang cũng không biết được gì đâu. Tại vì là 15 giờ. Bình tĩnh đi, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Không có rối, không có rối được, suy nghĩ gì đâu. Không, không có rối. Em biết nhưng mà cái vấn đề là sao? Mình phải xem. Hả? Hồi nãy là chị kêu xem mà không xem, mà nãy chị kêu không xem. Tức là chị đang rối bời luôn á. Không có rối, nhưng cái vấn đề là giờ em muốn gì? Bây giờ đi lại. Bây giờ em muốn hỏi chị là chị có muốn xem show hay không? Hay là xem hay không thôi. Không biết là mình có đang có thời gian ở đó hay không. Bây giờ chúng ta chỉ có bây giờ sắp tới nè. Thôi rồi, bỏ đi. Quảng trường trung tâm. Quảng trường trung tâm luôn hai cái. Cái việc phục này nó chỉ có tầm 5 phút thôi. Xong rồi sẽ tới bà chúa Thần Tang. Vậy thì mình coi việc phục xong rồi mình chạy qua bên bà chúa Thần Tang nha. Ê, đi lại. Em có phải là con gái vàng không? Nguyên. Ai cũng trả lời hết á. Em ơi, có lắc đầu không mà không ai trả lời hết trơn á. Toàn trốn hết, Linh hỏi hết luôn rồi đó, ai cũng trốn á. Ai có dấu hiệu nào để nhận biết thì mình vên giơ tay cái nào. Dạ đây, đang đợi coi show nè. Mặc áo dài trắng bình thường. Ý là phải có cái đặc điểm gì đó khác lạ mà được gọi là cô gái vàng. Đúng rồi. Bây giờ là có việc phục đúng không em? Nói đây tầm khoảng 4 phút mấy. Nhưng mà phải focus, miễn hiểu được cái này gì chứ dùm xong là mất thời gian lắm. Còn 5 phút em chạy qua em coi trước cái show quảng trường trung tâm nằm đâu nha. Không được tách ra. Vậy là đi comedy show đi, sẽ có gợi ý. Sẽ có gợi ý. Chúc mừng các bạn hoàn thành nhiệm vụ để nhận gợi ý đầu tiên. Chỉ có một gợi ý duy nhất ở đây thôi. Đào hả? Được mà. Tụi chị biết, tụi chị hỏi. Tụi chị hỏi nếu mình trả lời á là em. Ô, ai nhớ cảm ơn em nha. Trả lời không? Bây giờ cho chị mượn nha. Cô gái vàng đây đúng không ạ?